Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta khử đi những cái đường viền tím, hiệu ứng viền tím trong cái bức hình. Thì ở đây những cái bức hình mà nếu các bạn chụp hình á, các bạn có máy thường xuyên đi chụp hình hoặc là chúng ta thường xuyên sử dụng những cái hình stock chẳng hạn thế. Đôi lúc các bạn sẽ thấy những cái hiệu những cái đường viền như thế này. Bạn sẽ thấy ở những cái đường viền tay ha, nó tím tím. Đôi lúc thì nó cũng thể là xanh xanh hoặc là đỏ. Như là viền áo này, bạn sẽ thấy nó hơi viền tím. Thì đây là cái thường là những cái lens mà nó hơi rẻ tiền á. Thì những cái kiếng cái kính ở trong cái thấu kính ở trong cái ống len thường nó hơi lệch nhau, có một chút xíu nó sai lệch á, thì nó sẽ đưa ra hiện tượng là nó viền tím thế này. Thì cái cách xử lý như sau. Đầu tiên là với Lightroom ha. Lightroom thì các bạn sẽ như thế này. Các bạn sẽ vào trong cái panel đó là Lens Correction, tức là sửa chữa những cái lỗi thuộc về lens. Thì các bạn là đầu tiên thẻ basic ha, nhưng mà mình sẽ qua thẻ color. Các bạn click thẻ color, các bạn sẽ thấy cái remove chromatic aberration, các bạn sẽ tích vào đấy. Thì tự động nó sẽ bật cái tính năng khử cái răng cưa. Sorry, khử cái đường viền tím. Ở đây các việc việc chúng ta là như sau, các bạn sẽ đẩy cái mouse lên một chút xíu tới khi nào thấy cái đường viền tím nó bớt đi. Là khá ổn. Nhưng ở đây nó bắt đầu xảy ra một số cái ví dụ như là ở những cái vùng ở trên này đi, cái đường chuyển màu nó ít thì chúng ta sẽ không thấy tác dụng gì, tức là vẫn còn. Tuy nhiên là ở phía dưới này, ở những cái đường biên mà nó có nhiều cái độ chuyển màu hòa vào nhau, ví dụ như là cái màu đỏ của cái ống đồng này chẳng hạn thế, thì nó cũng có một chút xíu tím. Và khi mà Lightroom nó sờ tới những cái vùng này á, tới những cái biên của cái chi tiết trong hình á, thì bắt đầu nó sẽ hiểu là đây nó sẽ hơi có chút một chút nhầm lẫn ở ngoài, cho nên là nó sẽ tính luôn cả cái ngoài và chúng ta nhìn thấy là nó sẽ bị hở ra như thế này. Đó, ví dụ như là dưới này đi, cái vùng cánh tay này các bạn sẽ thấy là nhiều, ví dụ như là mình tăng lên một chút xíu nữa các bạn sẽ thấy rõ là cái vùng nào nó di chuyển ha. Đó là cái vùng màu kem này, nó đang lấn ra ngoài. Đó. Nếu như ta để ít quá thì cái chi tiết nó lại chưa hết. Nói chung là cái này á, mình chỉ nên tăng ở cỡ là 1, 2 tới 3 thôi là ok rồi. Trong trường hợp là cái đường biên của bạn màu xanh thì các bạn làm tương tự cũng vậy, tăng cái amount cái màu xanh ở dưới này lên ha. Rồi cái Purple Hue và Green Hue này thì là cái biên độ cái màu thôi. Ví dụ như là màu tím của các bạn mà nó hơi ngả sang xanh thì chúng ta sẽ tăng lên một chút xíu, và chúng ta càng tăng thì thường nó sẽ cái độ nhiễm màu nó sai lệch màu nó lại càng tăng lên, cho nên là hầu hết chúng ta để mặc định thôi, có tăng thì nó cũng khoảng cỡ 1 tới 5 thôi ha. Đó, như vậy là ở màu với lại ở màu cái màu tím và ở màu xanh thì chúng ta đẩy tối đa là 3 thôi ha, đừng lên cao quá. Thì đấy là với Photoshop, với Lightroom. Còn với Photoshop thì sao? Đây mình sẽ export ra Photoshop ha. Tương tự với lại tương tự với lại Lightroom thì các bạn sẽ có những cái bên Camera Raw thì nó cũng y chang như vậy thôi ha, không có gì là khác nhiều lắm. Chúng ta cũng qua cái phần mà Lens Correction các bạn sẽ thấy. Còn ở đây thì mình sẽ bật lên bằng Photoshop. Ok, thì đây mình có cái hình bên Photoshop. Ok, thì đây các bạn có thể thấy cái đường biên này ha. Thì bây giờ cách khử bên Photoshop thì như sau. Chúng ta sẽ nhiều cách. Có bạn thì dùng là Hue Saturation rồi giảm màu tím chẳng hạn thế. Giảm màu tím này, ta biên vào đây chẳng hạn vậy. Và giảm đi, nên là thấy nó bớt đi rồi thì chúng ta sẽ sử dụng layer mask của cái Hue này. Vào đây để giảm lại.
Đó, layer mask của hue này ha, và đổ màu đen lên. Ctrl Y để đảo màu lại, bởi vì đang là màu gốc, đang là màu trắng, Ctrl Y đảo màu lại thì nó là màu đen. Và chúng ta sử dụng cái brush màu trắng, chúng ta bôi vào cái vùng bìa này. Đó. Tuy nhiên là cách này nó cũng không có hay lắm, thì mình có một cách khác hay hơn. Đó là chúng ta sẽ lợi dụng cái tính năng blending mode và chúng ta sử dụng color. Tuy nhiên để phối hợp với color thì mình sẽ dùng là Gaussian blur. Tới vào filter ha. Đầu tiên là mình sẽ nhân đôi cái layer background lên bằng cách là bấm chuột phải layer background hoặc bấm vào duplicate layer và click OK thì ra, hoặc là các bạn bấm Ctrl J ha. Chữ J là nằm giữa chữ K và chữ H á. Thì tiếp theo ta sẽ chọn và click chọn vào cái layer nhân đôi lên và chúng ta vào filter blur, Gaussian blur, và chúng ta sẽ tăng lên tới khi nào bạn thấy cái đường biên này nó mất màu lên một chút rồi. Này có vẻ là 6 là OK. Click OK ha. Và mình sẽ đặt cái blending mode cho nó là color. Đó thì các bạn sẽ thấy là cái vùng màu tím nó mất rồi. Đó. Và chúng ta sẽ tạo một cái layer mask bằng cách là click vào layer mask ha. Nó sẽ lên. Tương tự chúng ta sẽ cần chọn Y để đảo màu lại để fill màu đen lên. Và cũng vậy chúng ta sẽ dùng brush màu trắng và chúng ta bôi vào cái phần nào mà chúng ta muốn bỏ cái màu bỏ cái viền đi. Tức là chúng ta cái này là nó thao tác là bằng tay ha. Mặc dù có bằng tay nhưng mà mình nghĩ đối với mình thì cái việc này nó hiệu quả hơn so với lại bên Lightroom. Hy vọng là trong những bản nâng cấp sắp tới thì Lightroom nó sẽ hoạt động tốt hơn và chúng ta sẽ không cần thiết phải làm cái bước này nữa. Nhưng mà hiện tại ví dụ như là chúng ta làm ảnh nó chi tiết một chút xíu á, thì cái cách này là khá hay. À, tóm tắt lại ha, mình sẽ sử dụng là Gaussian blur cho một cái cho cái layer nhân đôi của layer background hoặc là layer cái hình mà bạn đang thao tác, và chúng ta sẽ tạo Gaussian blur. Chúng ta sẽ tăng amount lên tới khi nào mà cái đường biên mà nó gần biến mất. Chúng ta có thể cảm giác là nó biến mất và chúng ta sẽ để blending mode cho nó là color, sau đó tạo cái layer mask và fill màu đen, sau đó dùng brush màu trắng để mà áp dụng cái layer mà nó Gaussian này lên để mà mình bôi vào những cái vùng có cái biển mà bị biển tím. OK, đó là cái tút ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này và nhớ like, subscribe cái tút này ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi.